Đổi khoai lấy vàng. Ông trời, sao lại khắc nghiệt đến thế kia chứ? Dạ sống đến bằng này tuổi rồi, không ngờ hôm nay phải bỏ lại nơi chôn rau cắt rốn để mà tha hương cầu thực. Thôi bà, mẹ thiên nhiên giận dữ, con người nhỏ bé như chúng ta chẳng thể nào làm khác. Chúng ta cứ đi về phương Nam, nơi ấy thiên nhiên ưu đãi, nắng mưa hài hòa, không phải cực khổ thế này đâu. Nghe nói nơi lánh nạn đường xá xa xôi, cháu còn có con nhỏ, rồi thì biết bao giờ mới tới nơi an toàn đây. Thương thay cho cái số kiếp của mình, cả nhà cả cửa cũng chỉ có bao khoai lang đây để mang theo. Ông ơi, hình như ông đang dắt bao khoai, ông có thể làm phước cho chúng tôi một củ khoai được không? Ờ, cái ông này ở đâu ra vậy? Không thấy tôi nghèo đói có mỗi bao khoai này hay sao mà còn xin? Đã từ hôm qua đến nay chúng tôi chưa ăn được gì rồi, trên đường đi cũng không có bất kỳ hàng quán nào cả. Thôi ông đi đi, thật đen đủi. Thật tình xin ông hãy giúp đỡ. Chịu thôi. Chẳng phải ông vác chiếc bao còn nặng hơn tôi hay sao? Lại đi xin một củ khoai để lấp trống cho dạ dày à? Hay thế này, tôi sẽ đưa cho ông bao ngân lượng, ông bán khoai cho tôi, được không? Đó, đó là cả một bao vàng. Tôi không vác theo làm gì nữa. Xin ông đổi bao khoai của ông lấy bao vàng của tôi. Được, được. Ê, sao không nói sớm, làm tôi. Của ông đây, một bao đầy khoai lang nha. Ông đồng ý đổi cho tôi tất cả số khoai hả? Tôi có mỗi một bao, chứ có hai hay ba bao ở đây, tôi cũng đưa hết cho ông. Lời quá, người đâu mà ngu ngốc vậy, lại đi đổi cả bao ngân lượng chỉ để lấy cái đống khoai quèn. Mà thôi, chẳng liên quan đến mình, giờ mình phải đi nhanh nhanh bỏ xa hai cha con, kẻo lỡ họ đổi ý đòi lại thì chết. Quái thật, không biết đây là cái chốn nào mà dọc đường chẳng có hàng quán nào để ăn, có cả núi tiền mà cũng không làm gì được. Thôi cố lên, mong rằng đi thêm đôi ba dặm nữa sẽ có quán ăn dọc đường, rồi mình sẽ được ăn thỏa thích. Mình khát quá, đói quá, không thể đi được nữa rồi. Chẳng lẽ mình lại bỏ mạng ở đây cùng với bao ngân lượng này? Mình không cam tâm. Nhìn thấy nhà ngươi ở đây, ta thấy thật đáng tiếc và đáng trách. Thưa ngài, tiện nhân khổ quá à. Con đã chết trong khi đáng ra có thể sống phần đời còn lại sung sướng với bao ngân lượng kia. Đáng lý ra ngươi đã có một cơ hội đổi đời, vậy mà không biết nắm bắt, lại thành ra mất mạng. Đúng là người chết vì tiền tài, chim chết vì ham ăn. Ngài nói sao ạ? Ý ngài là... Bà ơi, qua nay tôi không được ăn gì rồi, bà có thể bán cho tôi một ít khoai được không? Tôi có thể đổi cho bà 1/3 bao ngân lượng để lấy 3 củ khoai. Tôi không có nhiều đồ ăn, anh thông cảm cho. Vậy nửa bao ngân lượng này thì thế nào? Bà đồng ý bán cho tôi nhé, tôi xin bà đấy. Anh cất tiền lại đi, cả bao ngân lượng tôi cũng không đồng ý đâu. Trong hoàn cảnh này thì tiền không cũng không thể mua được mạng sống, và cũng cần số khoai này. Xin lỗi đã không giúp được gì. Trong hoàn cảnh cận kề cái chết, tiền bạc dắt lưng không còn là thứ quan trọng nữa đúng không? Thực ra kiếp trước mệnh ngươi chưa tận, số khoai đó ngươi có thể bán một nửa, một nửa giữ lại ăn dọc đường, cứ gì ngươi lại bán hết. Kẻ tiện nhân đầu óc nông cạn, không có con mắt nhìn xa trông rộng,
cũng tại vì số kiếp nghèo quá, muốn đổi giận cho nên tiểu dân sai kia nhìn thấy đống tiền là qua mắt, mất hết lý trí. Đời tiểu dân thật khổ, sống đã không thể sung sướng, lộc lá chưa được hưởng tí nào, đã phải chết trên đống ngân lượng, thật oan nghiệt mà. Thôi, không nói nhiều nữa, cũng khá thương cảm cho số phận của nhà ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội được sống sót trở về. Phần đời còn lại, ta bày cho ngươi hai hướng đi. Một là đi hướng có hàng ngàn người cung phụng mình ngươi. Hướng kia là mình ngươi phải hầu hạ hàng ngàn người. Ý ngươi sao? Dạ, tiện nhân đương nhiên theo hướng hàng ngàn người cung phụng mình ạ. Ngươi chắc chứ? Dạ, tiểu dân xin chắc chắn ạ. Lần trước nhất thời suy nghĩ chưa thấu đáo, tiện nhân đã không lường trước được tương lai. Nhưng lần này, ngài đã cho lời khuyên rõ ràng, tiểu dân tin lựa chọn của mình sẽ hợp lý ạ. Ta cho ngươi lựa chọn số phận của ngươi, quyết định thế nào là ngươi chọn, kết quả thế nào chính ngươi tự chịu, ta không thể làm khác. Dạ, dạ con cảm ơn ngài. Đổi đời rồi, con sẽ ghi nhớ công ơn ngài giúp đỡ suốt đời ạ. Số phận là do chính con người quyết định, làn khói mờ ảo. Chà chà, có vẻ đời ta đã đổi sắc, không phải ngắm mái lá mỗi ngày nữa rồi. Không biết ta đang được nằm thưởng thức ở chốn thiên nhiên kẻ hầu người hạ ở đâu, hàng ngàn người cung phụng mình như thế nào đây. Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại thành kẻ ăn mày thế này? Đã xảy ra nhầm lẫn gì sao? Diêm Vương, ngài sao lại? Tại sao chứ? Chẳng phải nói có hàng ngàn người cung phụng mình sao? Sao số tôi lại khổ như thế này? Mình cả một đời đói khổ, cứ ngỡ được Diêm Vương giúp đỡ sẽ khác. Nào ngờ lần này xuống đây, ta nhất định phải hỏi Diêm Vương cho ra lẽ việc này. Vì sai lầm của ngài mà khiến cuộc đời ta phải chịu đắng cay thêm mấy chục năm nữa. Dạ thưa, chắc ngài còn nhớ tiểu nhân chứ ạ? À? Không ngờ ngài là đấng tối cao, vậy mà ngài lại lừa hạng tiểu nhân như con. Này tên kia, biết trước mặt ngươi là ai không mà ngươi dám hỗn láo? Có tin ta nhốt ngươi vào ngục không? Ta nhớ nhà ngươi rồi. Sao lại nói ta lừa gạt ngươi? Về chuyện gì? 30 năm trước, người hứa sẽ cho tiểu nhân số phận được hàng ngàn người cung phụng, nhưng chẳng những không được ai hầu hạ, lão già đây còn phải đi ăn mày. Vì tin theo các hướng đi ngài bày, mà giờ đây lão phải sống kiếp khổ cực cả đời. Quá thật quá bất công. Sao Diêm Vương lại cười? Ngài đang cười vì lỗi lầm của ngài ư? Ta hoàn toàn đúng. Ta đang cười ngươi đấy. Chẳng phải do chính ngươi lựa chọn như thế sao? Thì đúng rồi, hàng ngàn người cung phụng mình ngươi, đó chính là ăn mày. Đừng quán trách ai cả, mà nên trách lòng tham của chính mình đi. Chẳng lẽ nào do tiểu nhân ngu chốt đã không hiểu được ẩn ý sâu xa, lại còn quay lại trách móc ngài? Tiểu nhân muôn phần đang tội chết. Quá tam ba bận, dập đầu cúi lại Diêm Vương cho lão già này được sống như ngài thân tốt đẹp ở kiếp sau. Tốt thôi, vậy ta sẽ lại cho ngươi hai lựa chọn ở kiếp sau. Một là trông giữ núi vàng, hai là trông coi khu đất rộng. Ngươi chọn phần nào? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Núi vàng với khu đất rộng, đương nhiên là núi vàng hơn chứ. Hay là ẩn ý gì đây? Nếu vậy, hãy chọn trông coi khu đất. Không được. Nhưng ta không muốn. Ta muốn nằm trên đống vàng hưởng thụ vinh hoa cơ.
Được, ta đã có quyết định của mình rồi. Chắc chắn lần này Diêm Vương sẽ giúp đỡ ta. Lão Lục, kiếp này ngươi lại phải nghèo khổ. Tại sao thế thưa ngài? Chẳng phải hắn ta đã chọn trong giữ núi vàng hay sao ạ? Việc trông coi một mảnh đất chính là làm quan to một vùng. Còn trông coi núi vàng trên thực tế chính là giữ một kho thóc. Đứng trước số phận, có người vui vẻ chiến đấu, có người lại khóc lóc gian sinh. Thái độ khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Cuộc sống vốn chính chúng ta quyết định. Tham lam ngu dốt mãi kiếp sẽ chỉ là con quỷ nghèo, không hơn không kém mà thôi. Vai diễn đặc biệt. Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp đến rồi. Không biết năm nay tớ sẽ nhận được món quà gì từ ông già Noel đây. Hồi hộp quá đi. Tớ mong chờ Giáng sinh lâu lắm rồi ấy. Mà không biết năm nay nhà thờ có tổ chức tiệc Giáng sinh như mọi năm không các cậu nhỉ? Tất nhiên là có rồi. Năm nào nhà thờ chẳng tổ chức tiệc vào đêm Giáng sinh. Và chắc chắn không thể thiếu những vở kịch và chính chúng ta đóng nữa. Nhưng không biết năm nay cô phụ trách câu lạc bộ sẽ chọn cho chúng ta những vở kịch nào để biểu diễn nhỉ? Wally, con chào ba mẹ đi, rồi vào trong cùng cô và các bạn nào. Liệu có ổn không anh? Sao em thấy lo quá? Em đừng có lo. Để con tham gia vào câu lạc bộ là cách tốt nhất giúp con mạnh dạn hơn đó. Em không thấy những đứa trẻ trong kia sao? Đều giản dị, hoạt bát cả. Anh tin Wally nhà mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ chúng. Hôm nay cô có một việc rất quan trọng muốn thông báo với các bạn. Đó là hội diễn văn nghệ trong đêm tiệc Giáng sinh năm nay của nhà thờ. Câu lạc bộ chúng ta sẽ diễn vở kịch Sức mạnh của lòng tốt. Thích quá, thích quá. Không biết mình sẽ được đóng vai gì trong vở kịch đây nhỉ? Tớ thì chắc chắn mình sẽ được đảm nhận vai chính của vở kịch rồi. Các bạn giữ trật tự nào. Việc trước tiên là chúng ta sẽ phân vai. Bạn nào tình nguyện đóng vai khách ghé quán trọ nào. Đây là vai diễn xuyên suốt vở kịch và có vai trò đẩy vở kịch lên cao trào. Vì vậy, cô cần những bạn có khả năng linh động trong diễn xuất. Em thôi cô. Em đóng vai này cho. Để em đóng vai này đi cô. Wally, lên đây nào em. Vở kịch của chúng ta còn thiếu một vai diễn rất quan trọng là ông chủ quán trọ. Và cô quyết định sẽ trao vai diễn này cho bạn Wally. Thưa cô, theo em một vai diễn quan trọng như vậy thì không nên giao cho Wally đâu ạ. Bạn ấy vốn vụng về là nhút nhát. Chắc chắn bạn ấy sẽ phá hỏng vở kịch của chúng ta đó ạ. Tuy đây là vai diễn quan trọng nhưng yêu cầu lại vô cùng đơn giản. Wally chỉ cần đứng lắc đầu và lặp đi lặp lại một câu thoại thôi. Không có gì khó khăn cả. Nên cô tin là Wally sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình. Vậy là chúng ta đã phân vai xong. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu tập luyện nhé. Vâng ạ. Xin lỗi đã làm phiền ông lúc nửa đêm như thế này. Chúng tôi ở nơi xa tới thành phố Bethlehem để tìm người nhà, nhưng bị lỡ chuyến tàu. Nên ông có thể cho chúng tôi thuê một phòng nghỉ chân qua đêm được không? Xin lỗi. Chúng tôi... Không sao, em cứ nói tiếp câu thoại của mình đi. Xin lỗi, còn phòng. Trời ơi, chỉ có mỗi câu thoại ngắn ngủn. Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi. Mà tập mãi cậu vẫn nói sai là sao? Cô ơi, em nghĩ chúng ta nên để bạn khác thay Wally đi ạ. Chúng ta đã tập gần hết buổi rồi mà cậu ấy vẫn không thuộc câu thoại ngắn như vậy. Em sợ vở kịch sẽ bị cậu ấy phá hỏng mất. Chúng ta còn một tuần để tập luyện kia mà. Thôi nào, các bạn tập trung, chúng ta tập lại một lần nữa nhé. Xin hỏi, chúng tôi có thể đặt một phòng qua đêm tại đây được không? Xin lỗi, nhưng chúng
chúng tôi đã còn không hết phòng rồi. Wally, em cứ bình tĩnh, không có gì phải ngại cả. Em nhắc lại lời thoại một lần nữa đi nào. Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi. Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi. Đó, em thấy không? Kịch bản chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ em chỉ cần giữ bình tĩnh và chăm chỉ luyện tập là ổn thôi. Nhìn cậu ấy kìa, đang tập kịch mà còn trung rảy thế kìa. Làm sao mà lên sân khấu có thể biểu diễn được chứ? Tớ đã nói rồi mà, cậu ấy không đủ khả năng nhận vai diễn nào cả. Wally đừng lo lắng, em chỉ cần làm như những gì chúng ta đã tập luyện là được. Cô tin em sẽ làm tốt vai diễn được giao. Xin lỗi đã làm phiền ông lúc nửa đêm như thế này. Chúng tôi ở nơi xa tới thành phố Bethlehem để tìm người nhà, nhưng bị lỡ chuyến tàu, nên ông có thể cho chúng tôi thuê một phòng nghỉ chân qua đêm nay được không? Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi. Cô Vera nói, đây là vai diễn có vai trò đẩy vở kịch lên cao trào mà. Được, vậy thì mình sẽ tăng thêm phần kịch tính cho vở kịch. Lúc ấy, thế nào cô Vera và tất cả mọi người cũng phải khen ngợi sự sáng tạo của mình cho mà xem. Sao cho sếp và Mary vẫn chưa nói lời tạm biệt và bỏ đi nhỉ? Không lẽ hai cậu ấy lại quên kịch bản sao ta? Tôi biết là sẽ phiền ông, nhưng vợ tôi đang mang bầu, mà chúng tôi cũng đã phải đi bộ suốt nhiều giờ với thời tiết lạnh giá rồi. Ông có thể rủ lòng thương tìm cho chúng tôi một căn phòng nào đó được không ạ? Chỉ là một căn phòng nhỏ hay cũ cũng được, miễn là chúng tôi có chỗ nghỉ chân qua đêm thưa ông. Có khi nào Joseph nhớ nhầm kịch bản không? Joseph đang nói cái gì vậy nhỉ? Rõ ràng là phần này không có trong kịch bản mà. Tại sao cậu ấy lại thêm vào bất ngờ như vậy? Mình phải làm sao đây? Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi. Joseph vốn là cậu bé rất tự tin và lém lĩnh. Lần này cậu ấy tự ý thêm thắt tình tiết so với kịch bản đã tập thế này. Không biết Wally sẽ xử lý thế nào đây? Wally vốn nhút nhát, sợ rằng nó sẽ không ứng biến được tình huống này. Lạy Chúa, cậu trai tôi sẽ làm hỏng vở kịch mất. Chúng ta cứ bình tĩnh xem thế nào. Nhưng thưa ông, đêm khuya tuyết rơi mỗi lúc một dài thế này mà chúng tôi lại không còn nơi nào để đi. Vợ tôi cũng đã mệt lắm rồi. Nếu đêm nay cô ấy phải cùng tôi lang thang ngoài đường, tôi sợ rằng cô ấy sẽ kiệt sức mất. Xin ông hãy rộng lòng. Nhưng chúng tôi không còn phòng nào nữa. Nhưng thưa ông, đêm qua tuyết rơi mỗi lúc một dài thế này mà chúng tôi lại không còn nơi nào để đi. Vợ tôi cũng đã mệt lắm rồi. Nếu đêm nay cô ấy phải cùng tôi lang thang ngoài đường, tôi sợ rằng cô ấy sẽ kiệt sức mất. Xin ông hãy trọng lòng. Đợi đã, xin hai người quay lại. Hai người có thể sử dụng căn phòng của tôi. Tuy hơi chật chội, nhưng sẽ tốt hơn là đêm nay hai người phải lang thang ngoài đường lạnh giá thế này. Trời ơi, câu nói này không hề có trong kịch bản. Cô Vera, thằng bé Wally vừa nói gì thế? Không thể tin được. Hãy nhìn những giọt nước mắt thật sự của Wally kìa. Ôi con trai tôi, đó là những giọt nước mắt cảm thông thật sự. Mong cô hãy linh động giúp tôi. Nếu bây giờ không được nhập viện thì mẹ tôi sẽ nguy kịch mất. Tôi hiểu, nhưng quy tắc là quy tắc. Thẻ tín dụng của anh đã quá hạn, anh không thanh toán được viện phí. Điều đó có nghĩa là thủ tục nhập viện của mẹ anh không được thực hiện. Mong anh thông cảm cho tôi, vì tôi cần làm đúng nhiệm vụ của mình. Chính tâm hồn lương thiện của Wally đã giúp nó nhập vào vai diễn. Mình là mẹ của Wally. Vậy mà... Vai diễn của Wally thành công ngoài sự mong đợi, phải không chị? Vai diễn không chỉ thành công mà còn rất đặc biệt. Nó khiến tôi phải chột dạ nghĩ lại, vì có đôi khi mình không bằng con trẻ. Hóa ra chỉ cần lòng tốt trỗi dậy, bạn có thể vượt qua rào cản sợ hãi. Và có đôi lúc trong cuộc sống,
bạn phải lựa chọn giữa làm tròn nhiệm vụ được giao và máy móc làm theo nó, hoặc là vượt qua và có thể ứng biến một cách linh hoạt. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.